con nay cung kính Đức Như Lai, học hành chư thiên tâm thần ngài. Khi vừa đàn sinh đi bảy bước, tất đạt đã thái tử giáng trần. Chi tuệ trang nghiêm công đức lớn, chúng sinh năm trước rời câu trần, cùng chứng Như Lai tịnh pháp thân, có tỷ lão về chưa từng sinh, giữa cây xa la chưa từng diệt, bất sinh bất diệt đức Cù Đàm, nước ướp hương hoa còn kính dâng, tâm thân tượng ngài tướng đàn sinh, lòng tràn hoan hỷ còn rơi nước. Kính dâng tâm thân tượng ngài tướng đàn sinh, lòng tràn hoan hỷ còn rơi nước, pháp giới chúng sinh thầy đã mời.